Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Nguyễn Được nha. Thì hôm nay tự nhiên trong đầu mình có cái ý tưởng là nhảy số táo bạo một xíu là mình cân tim cho anh Hang Manh mình nha mọi người. Thì màn cho anh sẽ hấp dẫn kịch tính như thế nào thì mọi người cùng đón xem nha. Hello mọi người, thì cái giọng này là lát anh Hang Manh sẽ ra đây nằm nè mọi người. Đây ngoài đây nhà mồ nó mát á, cho nên là lát anh mình sẽ ra đây nằm. Thì giờ mình sẽ đặt cam lên trên này để lát khi nào mà anh ra là mình thách thức ảnh như để làm cái tiết mục cho nha mọi người. Đây mọi người, thì mình sẽ đặt camera ở đây để lát ông anh mình ra là mình sẽ thách thức ông để làm tiết mục cho mọi người. Mọi người cùng đón xem. Hey. Hôm nay có cái thách trận với anh ba này thì muốn chơi nữa không? Cái gì? Lại làm cái cái thách là giờ em sẽ cho anh với anh ba ăn một cái xài hay cốc gì đó bất kỳ. Thì trong vòng 30 phút anh phải vừa ăn vừa uống, vừa ăn vừa uống, ngồi vô một cái thử thách mà anh tạo ra cái vòng 30 phút rồi. Ừ, nếu tôi thắng thì sao? Nếu tôi thắng thì chiều nay em mua gà cho hai anh nhậu. À đù không? Không cho anh nha. Sao cho anh đâu, cho anh đâu. Nay không cầm camera mà cho anh gì? Đâu mà giờ nói lại cái nữa này. Là em sẽ cho anh với anh ba ăn cấp. Còn lại xoài. Xoài. Cái gì ta? Có nào chua hơn nữa không? Mè đi. Ừ, đúng rồi, vậy mới đã. Rồi, thì nếu mà ăn mà có một phải uống nước nha, vừa ăn vừa uống. Vừa ăn vừa uống luôn. Trong vòng 30 phút em sẽ nghĩ đá hay nước lạnh? Đá luôn. Ừ. Trong vòng 30 phút em sẽ nghĩ một cái vòng. Ăn xong vừa ăn vừa uống, vừa hai anh phải ngồi trong đó. Ai bước ra ngoài là thua. Bây giờ miễn tao vừa ăn vừa uống mà qua 30 phút đó mà tao không có gì hết là tao thắng không? À. Rồi vô nói anh ba đi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Con gà nghe. Ok. Thôi thôi mày, đi ra hết. Thì trên tay mình có cầm theo mấy cái bao làm dụng cụ cho nè mọi người. Cũng không biết là mình cho nè mọi người. Ông chỉ biết là đi ra hè làm thử thách với lại đi bắt cá nè mọi người. Anh Năm ngoài hè đi trước rồi. Anh nghe thử thách nôn náo đi trước rồi. Thử thách này em tạo cái trò chơi cho hai anh chơi mà. Kìa anh Năm kìa. Ừ. Thì em làm thử thách em phải có cái quy tắc riêng của em chứ. Cao cao bẻ cái này chú ơi, đây có nguyên chùm me đã me gì đó nè mọi người. Ê ngon lạnh canh đậu ơi, cái lá me gớt vô mắt rồi. Đừng nó kêu con nhảy bao nè. Thử thách của em hết độc nhất vô nhị, yên tâm đi. Vậy đó, thắng à, đựng gà chiều mua gà cho nhậu. Ê, tụi nó uống vô ly nước. Nay là lại có con mực đi theo nha mọi người. Mà cái cốc ngày nãy mình mới đi ngang cái vườn anh mình ngắt nhánh nha mọi người. Ok đấy, thì chén muối. Cũng lát nữa anh em mình cũng ra hè, thì giờ chào mọi người cái nào. Giờ mình đi ra cái mùa hè đi, cái mùa hè lùng mà anh ba, nhiều. Anh ba với Nam chào mọi người cái coi. Hello. Chào mọi người nha. Hello. Bạn ơi. Hôm nay mình áo cho có hồng thủy chút mình ngắn hơn 30 phút mình ăn lấy con gà chiều về nhậu tụi ăn. Đi xém quên mấy cái bao luôn ha. Mày không biết tao là vua ăn chua hả? Mày không biết tao là vua ăn chua hả? Ừ. Nghe nó thấy thèm á. Cái lá sen, cái nón này nắng quá.
Đồ giống đặt găng mày. À đồ thiệt chứ. Công chúa đi là phải 2-3 cây gì nè. À đồ thiệt chứ. Thì anh ba mình cũng hái lá sen chùm luôn rồi mọi người. Gặp chứ phải chùm mấy em. Làm cái vụ cũng sướng sao. Trời ơi. cái dù dánh, cái dù dánh ngược. Cái lợ của cha đó. Bạn mới thì anh ơi. Để tôi chèo, tôi bán mớ me nữa. Chèo đi, ăn cho chèo ấu. Ok, thì giờ trong lúc anh mình chèo hái me thì mình xin tua nhanh cái đoạn này một xíu nha mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì anh em mình cũng đã đến được cái bóng mát không ngoài sau hè để mà mình làm thử thách cho hai ông anh mình. Thì bây giờ mình sẽ kêu ông anh mình cắt mấy cái bao với lại bài mấy cái me cáo đồ gan nha mọi người. Ok, bà đã ăn xong chưa à? Rồi, xong rồi. Giờ mình anh cắt mấy cái bao này nè. Bốn cái bao này anh cắt thành cái quần cáo giống như để mình mặc vậy đó. Xong rồi chùm vô buộc lại đi cho anh không có được đi giống nhích. À có nghĩa là tao cắt giống như cái áo mưa phải không, rồi bắn vô vậy. Đúng rồi. Phải không? Chơi luôn. Cái bao được rồi. Cái bao bự là bắt cả chùm cái là lên tới đích luôn. Cắt thấy cái lỗ giữa. Cái bao này dơ quá, rửa cái đi quên. Cái bao. Cắt luôn rồi. Mặc áo cho tao mặc áo đẹp đẹp chút chứ tao. Lụm con gà mọi người ơi. Muốn sở tướng tao gì chui vô bao này thôi vậy. Bao đó. Cái đầu nhỏ nhỏ để tôi nha. Bao bố nè. Nè, cũng màu xanh nó mới ghê nha, màu xanh là màu chiến thắng đó. Cái bao này đựng gì dơ dưới trần. Con gà ngủ vậy, gà ế đừng cát. Ừ, ghê. Chào mọi người. Anh mình đang thiết kế cái áo nè mọi người. Đây, một cái áo màu xanh, xanh này kêu bằng màu xanh gì ta? Xanh lục. Rồi, xanh lè, xanh lét, chắc phải mặc quá. Đồ quét nha. Cái này xi măng Hà Tiên cái gì? Thôi cái này chơi luôn, cái này được tôi trang bị cái phong tục rồi. Áo quét dữ. Rồi mình đã giặt được bộ đồ mình xong rồi. Cái quần nữa mới được nha. Đưa đâu, đưa cái kéo đây, tôi thiết kế cái bộ đồ của tôi đây. Chà. Vậy được rồi, cần chiếc cái quần, có thấy quần ở đâu? Dứt tới quần luôn. Chơi luôn, chắp luôn. Đây là cái áo của mình nha mọi người, mình sẽ làm cái áo nè. Đó, áo này áo dữ luôn, áo giống mấy nữ mà, lú rúng. Đông giá rét quá. Thử thách bao nhiêu? Nửa tiếng phải không? Một tiếng thôi. Nửa tiếng ăn me sao có tác dụng được. Sao nãy nói nửa tiếng là trả giá nữa tại. Ăn me nước. Tôi ăn chua xám hồn mà nó. Bắt buộc phải vừa ăn vô nha. Đủ nước tao uống không? Đủ.
Lù. Quá xịn. Cái quần đó là ok phải không? Cái quần á đù thiệt. Hai bên góc quần. cái quần á đù được chứ. Lấy này làm áo được trời, giỏi quá. À, quần này quần dữ luôn à, quần dởm dây thun giãn các bạn. Ờ, cái ống chéo rồi em nội. Chơi luôn. Phan, đẹp. Nè, đẹp. Siêu nhân xanh nha mọi người. Mình test cái quần mình thử nghe các bạn. Vừa không đang biết. Anh đù thiệt chứ con nè. Ôi, màu xanh chết quá. Xẻ lại bạn ơi. Chặt rồi. Đây ngồi không được. Đấy. Đù. Đấy. Đù, quá xịn. Quá. Chết mẹ. Đây ngồi được. Để tao giúp cho. Ôi, tao. Mà lao chết. Rồi. Thôi cái bao này vô, đẹp các bạn ơi. Tào lao manh quậy vô. Vậy đi, vậy đi. Được rồi. Vậy luôn hả? Ừ. Mày xẻ, xẻ dưới không? Xẻ đi, xẻ trên. Xẻ dưới cái ống nè, xẻ cái áo lên. Cái dữ rồi nha các bạn. Đậu vừa nè. Cái đậu vừa chết. Ây da. Trời ơi trời. Đúng bài luôn. Cắt mình xẻ cái lỗ dưới, xẻ trên. Cái xẻ dưới nè. Tóc dài quá, mồi dịch, tóc dài quá không đi cắt được nữa các bạn. Trời, tôi nhìn không giống ai vậy trời. Có mấy cái đầm mà xẻ nửa bên nữa nha. Rồi bắt đầu vào khúc. Ok. Đó, cuối cùng mình cũng lên giống như siêu nhân trời. Quá vậy. Đâu nè, xẻ tà rồi đó bạn. Ê, này là mod. Ngồi xuống rồi, ngồi xuống rồi. Ngồi xuống. Xịn lắm. Rồi sao đó? Bắt đầu ăn phải không? Ai bắt. Ok thì giờ đã bấm máy, bắt đầu tính 1 tiếng nha mọi người. Đây, Vinh được đã đây. Mình review trước trái cốc nha mọi người. Mời mọi người ăn cốc với mình nha. Ăn đi chứ để hồi thắng tôi sẽ tặng. Mọi người ăn, ăn me ha. Mình ăn me, thêm miếng ớt. Cốc này không chua gì mấy đâu mình. Bình thường à. Như đây sợ thôi, không đủ một mình ăn nữa. Chưa nắng mà đưa nó ăn đồ chua sướng thiệt. Thơm mà. Cay quá. Cầm cái cốc gung dữ vậy. Vô miếng bia mọi người. Mời mọi người vô miếng bia với mình nha. Em chết nữa mọi người. Bia này em chết nữa nha. Bia này hơi lạnh ruột là chết luôn mọi người. Em vui thấy thèm không? Rồi. Qua làm cho trái mè cái. Xong rồi. Xong đó, vớt con này nữa. Cái mè này chua hơn cái mè luôn. Hôm bữa nữa. Tinh thần thử giỏ. Mặt màu đây thanh thanh đi nè, này nó ăn chua dữ lắm nè. Mời mọi người vô với mình khúc me này nha, tới tay luôn rồi, quá chua rồi các bạn ơi. Đụng với đối thủ mình phải chơi là kiểu dữ vậy, mấy bằng bên kia mới không để không sợ yếu yếu là không được rồi chứ mày già. Sâu nữa. Sâu nữa. Lăn đúng mắt sâu nghe cái rột chứ. Lăn đúng mắt sâu nghe cái rột chứ. Sâu ăn sâu luôn anh. Ăn trái bự bự đều nhau nha. Chua mà đớ lử luôn mọi người. Nói chuyện cà lâm luôn. Chua xám gió thiệt chứ. Người ta nói me chua là ăn thua cái người chủ trọng á. Ừ.
chắc mình mặc cái bộ đồ này nè, mình ăn me trời nắng nè, cảm thấy có cái giống như là cái cảm giác nó lạ lạ. Mặc đơ luôn, bộ đồ mua đâu đẹp với ông anh. Rồi mới sắm đó. Cửa bên phân bón, vật liệu phân bón mới gửi qua. Phân bón con ngỗng. Còn mình nha. Đâu ơi, cái này xin mời mấy mét. Đồ này là tao đặng không có nhãn hiệu. Cái áo nè, bao năm bao cứng, xi măng quanh năm, vật liệu. Bây giờ không không uống nước chân chạy. Sặc luôn mà. Có vẻ như đối thủ bên tay trái uống nước là dành lần thứ hai rồi. Đối thủ bên tay phải chưa thấy chưa thấy hay hơn. Mình nhai ăn cay mà uống đá. Trời ơi, người ta ăn mà ta nhai đá gộm gộm vậy. Không biết ăn có uống không nữa. Bà chỗ này tính không? Tính luôn. Trời trời tính luôn hả? Chỗ này không chua rồi tính luôn cái gì? Bonus. Ăn cóc gì rồi, me chua quá. Quá chua mà. Ớt xanh, ớt hiểm nè. Bây giờ mình muốn cho nó bớt chua phải không? Kẹp trái ớt vô là nó cay không, chứ nó không chua nữa. Vô cái này tới tay luôn nha mọi người. Mời mọi người ăn cóc nha. Ăn mình giờ mình ăn ớt chứ đi. Bỏ cút. Trời ơi. Quá đã. Ăn cay quá. Rồi đen về mua gà thẳng đi. Ừ ơi. Mình nãy giờ nhiêu phút ta? Mới 5 phút thôi. Vì lâu dữ chạy. Ăn tiếng lên đập bò luôn. Ai. Nên nãy giờ tưởng đâu nổi tiếng đó. Không nổi hua non đi nha. Cố gắng nha. Con gà mấy ký, con gà 2 ký không? Tầm đó. Nhưng mà dẻ cái vòng mà một trong hai người nhảy ra là cũng thua đó nha. Thua ra vòng thua hả? Ừ. Nó nãy giờ mới ông màn chậm hơn tao nữa. Nó nãy giờ mới nhớ là chưa vẽ cái vòng nè, để vẽ cái vòng cái mọi người. Đây gần quá. Để chiếc dép đây được rồi, ai ra khỏi dép thua. Mẹ, okay. Bên kia chiếc nữa. Ăn gì nó mới cay thôi đã. Giờ ăn vũ luôn nè. Trời gì còn nó hủ kìa ớn luôn. Trời gì nè, nó mới giữ nè mọi người. Trời ơi, chua lên tới não luôn. Cái gì ông anh? Nói không? Nói thua non đi. Không. Cố gắng. Nữa hả ông anh? Trời ơi. Trên nhà giết vợ trời. Xấu hổ trời. Trời ơi, ai nhắc mình hoài. Đã đủ trọng tài mà cũng đã hơn đấy. Người ta lỡ rồi. Có cảm giác như là nó lạnh bụng rồi mọi người ơi. Rồi xong rồi. Ông bà chị ơi xong rồi. Yeah ta là thắng. Sao rồi lỗi chút hả? Thua rồi mọi người ạ. Thanh niên này xì luôn rồi mọi người.
đừng quay tay. Quả chua mọi người. Vậy là thắng rồi. Nhầm. Hai mọi người ơi, mình thua cuộc mọi người, mình ăn không nổi nữa. Nãy mình tới cái là mình đi luôn á, bay luôn á. Thua rồi. Thì clip của mình đến đây cũng dài rồi mọi người. Mình cũng biết ai thắng ai thua rồi, thì anh em mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì cho anh em mình một lượt đăng ký và một thông báo để anh em mình có động lực làm những sản phẩm thứ hai tiếp theo nha mọi người. Chúc mọi người vui chơi vui vẻ.